Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn bước đầu tiên để luyện viết chữ đẹp chữ đúng. Và trong cái quá trình mà dạy luyện chữ của mình cũng như quá trình luyện chữ, mình đã gặp rất là nhiều trường hợp của các em học sinh, của các bạn học viên, của các thầy cô giáo đã học luyện chữ. Cái trường hợp đó là cầm bút không đúng tư thế và cầm sai các cầm bút. Thì như các bạn biết, khi mà cầm bút không đúng tư thế, nó sẽ gây cho chúng ta bị đau tay, đau mắt, chai tay hoặc là gây mất thẩm mỹ. Thì tốt nhất chúng ta sẽ thay đổi thói quen không tốt đó thành một thói quen tốt hơn, mang lại cho chúng ta những cái hiệu quả trong cái việc luyện chữ viết đúng. Thì trước tiên mà vô cái phần mà hướng dẫn cầm bút đúng, thì mình sẽ chỉ cho các bạn một số trường hợp mà mình gặp phải là cầm không bút không đúng. Thì cái trường hợp mà mình hay gặp phải nhất đó là cái trường hợp cầm bút không phải bằng ba đầu ngón tay. Cái trường hợp này mình hay gặp phải ở các em học sinh, ngay người lớn cũng có, nhưng mà đa số là các em học sinh hiện nay cầm bút bằng bốn ngón tay, và cái bút nó đặt ở ngón áp bút, sử dụng ba ngón này để giữ bút và nhìn cái tay rất là không đẹp, đúng không các bạn? Với trường hợp thứ hai mà mình đã gặp phải, và không những ở các bạn học viên mà ngay chính cả bản thân mình, trước đây cách đây 3 năm mình cũng đã cầm sai tư thế cầm bút, đó là cầm bút bằng ba ngón tay, nhưng mà cái ngón tay cái của mình lại đặt trên thân cây bút, mình đặt luôn lên trên cả ngón tay trỏ. Và trong cái quá trình mà mình cầm bút sai đó, thì mình nhận ra một điều, chữ viết của mình rất là cứng và tốc độ của mình viết rất là chậm, không giống như bây giờ khi mà mình đã sửa được cái tay cầm bút, tốc độ của mình lúc đó viết là chậm. Và các bạn nhìn cái tư thế như thế này, các bạn nghĩ là có đẹp được không ạ? Rất là xấu, đúng không ạ? May mắn là mình đã nhận ra là mình cầm bút sai tư thế và sửa được nó. Và đây là một cái số trường hợp mà cầm sai tay cầm bút mình đã rất hay gặp phải. Và bây giờ mình sẽ các bạn xem thử là mình có cầm một trong các trường hợp mà mình vừa ví dụ đó hay không. Nếu có thì tốt nhất là nên sửa ngay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái cách mà cầm bút đúng. Thì khi mà cầm bút đúng mà mình trong quá trình mình tìm hiểu ở trên các diễn đàn, các thầy cô đi trước và các bàn luận về cái tay cầm bút đúng, thì mình cũng đã tập luyện, mình sửa lại cái tay cầm bút của mình. Cầm bút bằng đầu ba ngón tay, đó là ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Thì ngón giữa là để đỡ cái bút, cây bút nó sẽ đặt, cái đầu bút nó sẽ đặt ở giữa cái đốt ngón tay đầu tiên và ngón giữa này các bạn. Và hai cái ngón ngón trỏ và ngón cái này nó sẽ đặt ở phía trên chỗ tay cầm trên chỗ tay cầm ngón cái này, và nó sẽ giữ bút ở phía ngồi hai bên. Hai ngón này là có nhiệm vụ là giữ bút và điều chỉnh bút và khi viết. Thì khi mà các bạn cầm được như thế này, thì các bạn để ý này, ở dưới cái đầu ngón tay khi mình nhìn lên đây, thì đó, các bạn sẽ thấy được một hình tam giác cân. Và trong cái cầm đúng, cây bút nó sẽ đặt một góc là 45 độ so với mặt giấy. Và cái thân bút nó sẽ đặt chính giữa chỗ mà cái đốt, cái ngón chính giữa trên cái đó, hát này, ngay cái ngón trỏ, ngay cái đầu tiên của ngón trỏ, các bạn để ý đó. Và khi mà cầm đúng theo cái mình đang hướng dẫn các bạn này, các bạn để ý thêm một cái trường hợp là cái ngón tay trỏ của mình nó sẽ thẳng, hai cái ngón tay đầu tiên nó sẽ thẳng nếu mà cầm đúng tư thế như vậy. Thì thực ra lúc ban đầu mình, lúc trước mà mình cầm sai tay cầm bút và mình quyết định thay đổi, mình nghĩ khi mình chữa lại sẽ rất là lâu, nhưng mà thực ra là không lâu đâu các bạn. Khi mình sửa được nó chỉ tốn có 3 ngày, đúng là 3 ngày thì nó đã quen hoàn toàn với cách cầm bút mới này. Các bạn không biết đâu, lúc đó thật ra mình cũng chưa biết cái cách cầm bút này là hợp lý nhất hoặc là chuẩn nhất đâu. Lúc mình biết nhưng mà mình không biết làm như thế nào để mà cầm được, thì mình lấy cái kẹp giấy á, mình kẹp cái thân bút này này, mình chấp nhận đau tay á,
và hai ngón tay của mình bị sưng lên trong vòng 3 ngày mình mới luyện tập thì mình kẹp rất là đau. Nhưng mà nhờ cái sự đau đó mình đã chữa được. Thì nay thì cũng có những cái trường những cái cách thuận tiện hơn, không phải dùng cái giấy như của mình trước đây nữa. Đó là có cái tay cá định vị cũng là chia ba ngón thì nó rất là thuận tiện, nó áp ngay vô cái thằng bút của mình. Mình dùng rõ ràng ba ngón tay thì nó tiện lợi hơn nữa. Nhưng mà thật ra đó là cái trường hợp mà bạn áp dụng cho trẻ em, nó tiện lợi trong vài các ngày đầu. Còn như các bạn thì theo mình nghĩ thì tập không nó vẫn được bằng cách là mình tự mình chỉnh lấy cái ngón tay của mình để cho nó quen, tạo thói quen tốt ban đầu đi. Mình cầm bằng ba ngón tay như vậy. Thực ra mấy ngày đầu, những ngày đầu các bạn tập ấy, nó sẽ bạn các bạn cảm thấy rất là chậm, ở phía không được nhanh và nó không quen. Và đúng không, mà khi mà cái thói quen của mình đã lâu rồi rất là khó sửa, nhưng với sự quyết tâm của các bạn thì mình tin là các bạn làm được. Và khi mà mình đã cầm được đúng bằng ba ngón tay thì các bạn kết hợp cùng cổ tay và cái cánh tay của mình để mà viết với các bài văn hoặc đoạn văn mà dài, hoặc là nhiều cái tự thì các bạn sẽ viết đỡ mỗi tay hơn, bớt gây tê tay và đau tay. Và khi các bạn đã cầm đúng được cái tư thế này, đã quen được rồi, thì mỗi ngày nên dành một ít thời gian để luyện chữ. Tại vì đây là như bạn tập một cái thói quen, thì lúc ban đầu mới tập, nếu bạn không tập thường xuyên thì sẽ rất là dễ quen và quay lại cái tư thế ban đầu. Nên phải cần cố gắng dành ra thời gian để mình tập luyện. Và khi mà thói quen đó đã thành một cái thói quen nhất định rồi thì nó lại rất là khó bỏ, và bạn sẽ quen luôn được cái tư thế đúng, rất là tốt cho chính bản thân mình. Khi mà bạn đã cầm bút đúng thì các bạn chuyển qua việc luyện chữ đẹp. Thì để mà luyện chữ đẹp thì nên tập các nét cơ bản trước. Thì ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ cho các bạn được cái cách cầm bút đúng, cầm bút đúng và cầm đúng tư thế. Thì các bạn hãy cập nhật thường xuyên trang luyện chữ đẹp của mình, hoặc là kênh YouTube luyện chữ đẹp Nói Ngọc. Thì mình sẽ cố gắng dành thời gian để chia sẻ thêm cho các bạn cách luyện chữ đẹp tốt nhất. Chúc các bạn là sẽ đạt được cái kết quả như ý. Bây giờ mình sẽ viết thử nghiệm cho các bạn thêm một dòng về cái quá trình mà cầm bút viết chữ của mình. Luyện chữ đẹp Nét Ngọc, đây cũng là kênh YouTube của mình. Nếu như các bạn thấy cái bài chia sẻ này của mình hay và bổ ích cho các bạn thì các bạn hãy nhớ bấm like và chia sẻ kênh của mình để cập nhật thường xuyên hơn các bài viết bổ ích trong các việc viết chữ đẹp nhé các bạn.